tò mò. Nếu các bạn thấy video này hay và ý nghĩa thì hãy cho mình xin một lần like và lượt đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào các bạn, bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết tô màu như vậy.
Như vậy video mình đến kết thúc nhé. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ chỉ dẫn cho tất cả các bạn cách tô màu sao cho thật là đẹp. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nhé. Mẹ sao tặng cái nhắc mình nhẹ nhàng ghê vậy.
Vậy tôi một xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại.